Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đã bước sang năm 2021 rồi. Và hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe 7 chỗ. Đó chính là chiếc xe Kia Carnet đấy ạ. Và chiếc xe này thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, nó là cái màu xám và được chủ xe đã trang bị thêm những cái tem chữ rất là đặc biệt ạ. Đấy, và chiếc xe này được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 10 vạn km ạ. Và một chủ từ đầu đấy quý vị và các bạn nhé, biển Hà Nội, biển 29A. Và thưa với quý vị và các bạn, tôi cũng quay một vòng quanh xe cho quý vị và các bạn xem, để quý vị và các bạn thấy được là chiếc xe này nó còn rất là đẹp ạ. Tôi mua về mà không phải sơn, không phải đánh bóng gì đâu ạ. Tất cả là còn rất là đẹp, rất là mới ạ. Vì một chủ từ đầu cho nên người ta đi rất là giữ gìn ạ. Và chiếc xe này thì chia sẻ với quý vị và các bạn là chủ xe đã độ thêm rất là nhiều đồ ạ. Chủ xe nói là độ thêm những gần 50 triệu tiền đồ cơ. Cho nên là lát nữa thì tôi quay tôi giới thiệu từng cái đồ cho quý vị và các bạn xem. Và toàn đồ xịn hết ạ. Và đầu tiên thì tôi vẫn giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần nước sơn đã. Nước sơn nguyên bản theo xe là còn rất là nhiều, quý vị và các bạn xem nhé. Đây, ví dụ như cái nền của cái cabo này là còn nguyên luôn này. Quý vị và các bạn thấy cabo là nước sơn còn nguyên này. Ba lần sốc thì tuy cũng đã sơn lại rồi, cánh cửa cũng đã sơn lại rồi đây, nhưng mà sơn rất là ít ạ, mới ít sơn thôi, cho là cái nền của nó này, quý vị bạn nhìn xem bên này nó nắng này, nhìn rõ luôn này, đã có những cái cánh cửa này đã sơn rồi, nhưng mà do xước sát mà sơn lại thôi chứ không phải là đâm va. Nếu đâm va thì sơn lại thì nhìn cái nền nó sẽ không được phẳng nữa, tại vì quý vị các bạn thấy ạ, khi mà bị đâm va thì là những cái cánh cửa nó bằng tôn này nó sẽ co giãn ra, phải làm lại, và làm lại thì không bao giờ nó còn căng được nữa. Đấy, cái nền mà nó còn căng như thế này này thì đúng là cái nước sơn nó cũng đã sơn rồi, nhưng mà sơn rất là ít ạ. Đấy, cái cốp cũng còn này, cốp cũng còn chưa sơn này, còn nguyên đấy ạ. Đấy. Và quý vị các bạn thấy đấy ạ, cái cụm đèn hậu này nó cũng còn rất là đẹp này, còn rất là mới này, chưa có bị đâm đụng hay là va chạm, chưa có bị nứt vỡ gì cả. Đây là cái cụm đèn hậu này, và đặc biệt là cái cụm đèn pha thì quý vị các bạn thấy ạ, cái cụm đèn pha nó rất là mới. Đây, cho quý vị và các bạn xem ạ, đây là cái cụm đèn pha này. Đèn pha rất là mới luôn. Và xe thì cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon. Đấy, dưới cái đèn pha này là cặp đèn gầm này. Rất là mới luôn. Cái cặp đèn pha này thì quý vị và các bạn nhìn thấy nó rất là sáng này ạ. Chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp hay là đánh rửa hay là phủ nano gì đâu nhá. Đây là còn nguyên bản đấy. Chiếc xe này tôi mua như thế nào là để nó nguyên y như thế vậy luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, rất là mới. Và đặc biệt nữa là chủ xe đã làm thêm những cái phần này, tem là một này, ốp cả cái phần gáo gương này. Đấy, ốp cả gần gáo gương này. Và có cả camera hành trình. Quý vị các bạn thấy đây, camera hành trình nó đi theo cái bộ Android, đầu Android đấy. Và xi nhan thì cũng đã được tích hợp trên gương. Đấy, và đây nữa là cái nằm trong cái gói độ của chủ xe này, camera sườn đấy. Đây là cái phần camera sườn, camera sườn. Và cái bộ cả và cái dàn lốp này chủ xe cũng vừa mới thay xong này, dàn lốp mới thay này. Đấy, đết lốp năm 2020 luôn đấy ạ. Đấy, chủ xe đã thay cả một cái dàn lốp luôn, cả một dàn lốp mới mà chủ xe thay luôn đấy ạ. Đấy, đây quý vị và các bạn thấy đấy ạ, rất là mới luôn. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà bây giờ mua chiếc xe này về thì yên tâm nhé, không phải thêm bất kỳ một cái gì nữa. Đấy, cả một cái dàn lốp này chủ xe mới thay luôn này. Đấy, đây là một cái dàn lốp mà chủ xe thay, mới thay đến lốp 2020 luôn đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này về thì chỉ yên tâm đổ xăng vào mà chạy thôi. Và đây là cái phần chủ xe độ thêm, đó là cái phần khóa thông minh đấy ạ. Khóa thông minh. Còn có cả đèn nổ từ xa đấy ạ. Tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem cái phần này, đèn nổ từ xa. Đấy, đây là cái phần đèn nổ từ xa mà chủ xe đã độ thêm. Khóa thông minh, đèn nổ từ xa, start top, đấy là cái phần mà chủ xe đã độ lên. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi
bước vào cái khoang nội thất để xem là chiếc xe này còn đẹp như thế nào. Đầu tiên thì tôi vẫn giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần keo chỉ đã nè. Đây, táp bi cửa rất là mới. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên lái nhá. Keo chỉ các thứ là còn nguyên hết đây nè. Keo chỉ còn nguyên ạ. Chúng tôi cam kết là không mất một phân keo chỉ nào, không đâm đụng, không bị va chạm gì cả đấy. Và thưa với quý vị bạn, chủ xe lại độ thêm một cái nữa mà tôi không ưng ý lắm, đó là chính là cái vô lăng này. Nó lại cái màu khác, nó rất là điệu. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn nào mà bây giờ mà mua chiếc xe này về, nếu như không thích thì tôi sẽ bọc lại cho quý vị và bạn ngay một cái vô lăng khác theo đúng sở thích của quý vị và bạn. Tại vì là tôi đáng nhẽ là tôi tháo ra tôi bọc lại luôn rồi cơ, nhưng mà tôi tiếc là chủ xe cũng mới làm cái này. Và cái màu này thì lại cái da này là chủ xe làm, da nó rất là xịn. Cho nên là bây giờ bỏ đi thì nó cũng phí. Nhưng mà nếu như quý vị và bạn nào mà không thích thì chắc chắn là về mua về tôi sẽ bỏ ra tôi bọc lại cho quý vị và bạn ngay và luôn ạ. Không ngại về cái vấn đề này lắm ạ. Đây là cái do cái sở thích cá nhân của từng người một thôi. Đấy. Đấy, để tôi bật cái điện này lên để cho thứ nhất là nó không bị kêu nữa, và thứ hai nữa cho quý vị bạn xem về cái phần nội thất đã này. Đấy. Và cái phiên bản này thì đã có ghế da của xe rồi này. Và ghế điện luôn quý vị bạn nhé. Đã có cả ghế điện rồi, đầy đủ cả ghế điện rồi. Và cửa nóc này, trần thì rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Phải nói là phải đi là ít và giữ gìn thì nó mới đẹp như này. Và thưa với quý vị bạn, cái đồng hồ này chúng tôi cũng cam kết là đồng hồ chuẩn luôn nhé. Mới lăn bánh được có 10 vạn km thôi. Một chủ từ đầu, từ năm 2011 đấy ạ. Và chủ là nữ sử dụng. 10 vạn km này, đấy cái phần này. Và cái phần mà bảo dưỡng này, chủ xe cũng đã rất là cẩn thận đấy nhé. Thay dầu bảo dưỡng này, thay dầu bảo dưỡng tại km là 10.763 hoặc vào ngày là 18 tháng 2 cơ. Đấy, quý vị các bạn thấy chưa? Rồi thì cân chỉnh lốp này, đấy, đến trung tâm cân chỉnh lốp các thứ cũng đều có hết rồi này. Đấy, toàn phiếu nhắc nhở đây, chủ xe phải nói là rất cẩn thận và đã làm cả cân chỉnh lốp các thứ rồi, cân bằng động, chỉnh độ trụ gì đấy. Và phần lót sàn đây quý vị bạn thấy đây, xe cũng đã lót sàn bên dưới này, đã có lót sàn da rồi này, đây này, lót sàn da này, và có thêm cả lót sàn 3D đây nữa này, 3D hai lớp này, nhìn rất là lịch sự, rất là đẹp. Tôi cho quý vị bạn xem cả phía đằng sau này để thấy được là cái lót sàn nó rất là đẹp luôn, mà chủ xe rất là cẩn thận. Những cái bậc cửa này đều được dán để chống xước này. Đấy, đây là cái phiên bản phần 7 chỗ đấy, cho nên hàng ghế sau đây. Đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn. Cửa nóc này, trần rất là mới này, màn hình Android này, đấy, đèn nổ start top và có cả đèn nổ từ xa luôn ạ. Và đầu Android này rất là xịn nhá. Thưa với quý vị và bạn, cái đầu này là không, tôi nhớ không nhầm thì anh em đang bán cái đầu này là 12 triệu đấy, và cộng thêm cả camera hành trình, camera lùi, camera sườn, đấy, tính ra nó cũng phải hơn 10 triệu vào cái đầu với cái màn hình này rồi. Và khóa thông minh, đèn nổ start stop, điều khiển âm thanh trên vô lăng, đấy là chủ xe đã làm nên, cũng tính là nó cũng mất mấy chục triệu đấy. Và cái đầu này rất thông minh quý vị bạn nhá, có thể điều khiển bằng giọng nói đấy. Chúng ta vừa đi đường, người ta chỉ cần nói mở radio hoặc mở nghe nhạc gì đấy là chúng ta chỉ cần điều khiển bằng giọng nói hết rồi, rất là tiện lợi. Phải nói là chiếc xe này thì rất là đẹp và option thì lại nhiều. Quý vị bạn về mua về thì không phải làm bất kỳ một cái gì đâu. Keo chỉ các thứ là chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả, tất cả là còn nguyên bản. Đây là cái phần này, cốp sau này, camera lùi xịn này. Đấy. Tất cả những cái ốp cốp sau này cũng còn nguyên bản hết à, không có bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả. Ốc cabo, ốc cốp sau còn nguyên zin hết ạ.
Đây là cái cánh cửa cốp sau, cánh cửa phía sau bên phụ. Keo chỉ cũng còn nguyên zin hết. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây là cái cánh cửa trước bên phụ đây ạ. Cũng keo chỉ cũng còn nguyên còn zin hết ạ. Đây, và bậc cửa này. Chủ xe đã rất là cẩn thận dán hết cả bậc cửa rồi. Thế đây là không sợ xước sát hết hết. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây ạ. Đây, tem của nhà sản xuất. Chúng tôi cũng vừa mới mua về chiếc xe này cho nên là còn chưa dọn hết đồ đạc ra này. Đây là đồ của chủ xe vẫn còn ở trong xe luôn đấy. Tôi còn chưa dọn dẹp gì cơ. Đấy, tất cả các thứ đồ đạc còn nguyên. Còn nguyên của chủ xe đấy, chưa dọn ra tí nào. Vừa rồi tôi cũng quên mất chưa giới thiệu cho quý vị và các bạn xem một cái nữa rất là quan trọng. Cái đầu chủ xe lắp này là cái đầu xịn ạ. Và đầu xịn mới không xịn thì tôi phải thử cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đầu xịn thì khi mà ta vào camera này, camera nó rất là nét như này đấy. Đấy, quý vị và các bạn thấy nét trong luôn. Tôi quay qua cái điện thoại là nó không thể hiện được rõ nét đâu nhé. Xem trực tiếp thì quý vị và bạn mới thấy được là nó rất là nét ạ. Đấy, rất là nét luôn. Đầu thông minh rồi, điều khiển bằng giọng nói. Cái này tôi sẽ làm một video hướng dẫn cho quý vị và bạn về cái phần về cái đầu này sau, điều khiển bằng giọng nói sau. Hoặc quý vị và bạn có thể tìm hiểu ở trên Google để xem được hướng dẫn sử dụng của cái đầu này nhé. Cái đầu này thì tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm đâu. Chắc lúc này thì quý vị và các bạn đang muốn quan tâm về cái phần động cơ của chiếc xe này ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Carrera 2011 này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít đi kèm hộp số tự động ạ. Động cơ DOHC đi cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu đấy. Và tôi cam kết với quý vị và các bạn về cái phần động cơ này còn nguyên bản hết luôn này. Tất cả cỡ ốc này còn nguyên bản hết ạ. Không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước gì cả. Tất cả là còn nguyên bản ạ. Và còn rất là đẹp ạ. Chúng tôi không phải dọn dẹp chiếc xe này đâu. Vì là nó đẹp như thế này rồi, không cần phải dọn nữa. Vì là dọn dẹp vào đây nhiều thì nó cũng không tốt cho cái động cơ. Đấy, cho nên là nó sạch sẽ đẹp đẽ rồi thì tôi sẽ để yên. Và đây quý vị và các bạn ạ, chủ xe cũng đã mới thay luôn cả lốp này, ắc quy này. Ắc quy vừa mới thay xong này, vừa mới thay tháng 12 xong này. Mới thay xong đấy quý vị và bạn nhé. Đấy, tháng 12 năm 2020 luôn. Đây là cái tem bảo hành của cái ắc quy này đấy nhé. Đấy, phải nói là rất là chuẩn luôn ạ. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì có thể yên tâm luôn ạ. Không phải làm bất kỳ một cái gì nữa, vì là chủ xe đã thay hết rồi. Chúng tôi mua về cũng không phải làm cái gì nữa cơ, không mất tiền vào đây cả. Và đây là cái ốc tai này, đến cái ốc cabo này, keo chỉ này, ốc tai, ốc cabo này, keo chỉ của cabo này. Đấy, keo chỉ của cabo này, ốc này, tất cả là nó còn nguyên bản hết ạ. Đấy, không có cái ốc nào tháo ra cả, cho nên là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì đâu ạ. Rất là mới, rất là đẹp đấy. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carrera này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 85 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 328 triệu đồng, thưa với quý vị và các bạn ạ. Chỉ 328 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 7 chỗ cực kỳ chất này đấy ạ. 2011 mà lại một chủ từ đầu. Đấy, quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video clip tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À.
À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mm-hmm.